Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất dị màu, trong nghe bằng có tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ nhất lai nghệ như màu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ, Hán Dịch Đời Tùy, Tam Tạng, Xà Na Quật Đa Người, Nước Thiên Trúc, Quyển 1, Phẩm 1, Suy Nghĩ, Phần 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Tinh Xá nơi vườn trúc Calanda thuộc thành Vương Xá, cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 500 vị đều là a la hán đoạn các lậu, không còn phiền não, đều được tự tại tâm hoàn toàn giải thoát, tuệ hoàn toàn giải thoát, được phục được tất cả như là rồng chúa. Việc cần làm đã làm xong, đầy đủ các hạnh, đã bỏ hết gánh nặng, không tội sinh vào đời sau. Việc làm bình đẳng được lợi ích chân thật, an trụ vào chánh đạo, đưa đến bờ bên kia chỉ trừ một mình trưởng lão a nan. Khi ấy vào sáng sớm, có 500 vị tỳ kheo đều rời khỏi trụ xứ đến chỗ Đức Thế Tôn cung kính chắp tay, để lễ sát chân Phật rồi lui qua một người một bên. Bây giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên ở thành Xá Vệ, sau khi ăn cư cũng cùng với 500 tỳ kheo lần lượt đi qua thành ấp, sắm làng đến thành Vương Xá. Vào Tinh Xá, nơi vườn trúc Ca Lan Đà, đến chỗ Đức Thế Tôn cung kính chắp tay, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui qua ngồi một bên. Lúc này Đức Thế Tôn dùng oai lực của thần thông phóng ra ánh sáng lớn làm cho tất cả các vị tỳ kheo có ở trong nước thành ấp xóm làng đều phải đi đến thành lớn Vương Xá và Tinh Xá nơi vườn trúc Ca Lan Đà, đến chỗ Đức Thế Tôn cung kính chắp tay, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui qua ngồi một bên. Khi đã ở Tinh Xá nơi vườn trúc Ca Lan Đà, có hàng trăm ngàn các tỳ kheo nương theo oai lực từ ánh sáng của Phật, ông đã tập hợp đến chỗ Đức Thế Tôn cung kính chắp tay, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui qua ngồi một bên. Đã có tỳ kheo ni Mahabasa Bát Đề cũng nương theo oai lực của Đức Thế Tôn cùng với 2 vạn tỳ kheo ni tập hợp đến Tinh Xá nơi vườn trúc Ca Lan Đà, tới chỗ Đức Thế Tôn cung kính chắp tay, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui qua ngồi một bên. Lúc ấy trong thành Vương Xá có U Bà Tát tên Hiền Hộ là người đứng đầu, cùng với 500 U Bà Tát khác đã thọ trì năm giới đầy đủ oai nghi, đều là đại Bồ Tát, từ lâu đã an trú trong hạnh vô thượng ở chánh đẳng chánh giác. Cho sức của bản nguyện thường theo Đức Thế Tôn, ưa thích nghe chánh pháp, siêng năng tinh tấn, được tròn đủ tất cả pháp trợ đạo. Và lúc sáng sớm, nương theo oai thần của Phật, từ chỗ ở của mình vào Tinh Xá nơi vườn trúc Ca Lan Đà, đến gặp Đức Thế Tôn cung kính chắp tay, đảnh lễ sát chân Phật, rồi lui ra ngồi một bên. Bây giờ trong thành Tỳ Xá Ly, có một hào tộc tên Bảo Sinh là người đứng đầu, cùng với 28.000 hào tộc khác. Và lúc sáng sớm, nương theo thần lực của Phật, đều từ thành ấy đến vườn trúc Ca Lan Đà này để gặp Đức Thế Tôn cung kính chắp tay, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui qua ngồi một bên. Khi ở thành Chiêm Bà có một trưởng giả tên Tinh Tạng là người đứng đầu cũng cùng với 28.000 trưởng giả, vào lúc sáng sớm đứng theo thần lực của Phật từ thành Chiêm Bà đến vườn trúc Ca Lan Đà để gặp Đức Thế Tôn cung kính chắp tay, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui qua ngồi một bên. Lúc đó lại có một Ma Đa Bà, tức là thiếu niên, tên là Na La Đạt Đa, là người đứng đầu, cũng cùng 28.000 người, vào lúc sáng sớm, tới chỗ ở đến vườn trúc Ca Lan Đà, gặp Đức Thế Tôn, cung kính chắp tay, đảnh lễ sát chân Phật, rồi lui qua ngồi một bên. Bây giờ trong thành Xá Vệ, có trưởng giả là Thương Chủ Đại Thiện và trưởng giả cấp cô độc, là những người đứng đầu, cũng cùng với 28.000 người, từ thành Xá Vệ đến thành Vương Xá, vào vườn Ca Lan Đà gặp Đức Thế Tôn cung kính chắp tay, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui qua ngồi một bên. Lại nữa trong thành lớn Vương Xá có trưởng giả tên Thủy Thiên là người đứng đầu cũng cùng với 28.000 người, từ chỗ ở đến vườn trúc Ca Lan Đà gặp Đức Thế Tôn cung kính chắp tay, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui qua ngồi một bên. Khi ấy vua A Xà Thế con bà Vi Đề Hy là chủ nước Ma Già Đà cũng cùng với 100.000 quyến thuộc, vào lúc sáng sớm đến vườn trúc Ca Lan Đà gặp Đức Thế Tôn cũng kính chắp tay, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui qua ngồi một bên. Lại có tứ đại thiên vương và thiên đế thích cho đến tất cả thiên chúng của cõi dục, mỗi vị cùng với vô lượng trăm ngàn ức na cho thai thiên chúng quyến thuộc, vào lúc sáng sớm đến vườn trúc Ca Lan Đà gặp Đức Thế Tôn cũng kính chắp tay, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui qua ngồi một bên. Lại có thiên vương đại phạm chủ thế giới Ta Bà cùng giới vô lượng vô số trăm ngàn thiên chúng quyến thuộc, và lúc sáng sớm đến vườn trúc Ca Lan Đà gặp Đức Thế Tôn cung kính chắp tay, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui qua ngồi một bên. Là có đại phạm tự tại
cùng với vô lượng trăm ngàn thiên chúng cõi trời tịnh cư, vào lúc sáng sớm đến vườn trúc Calandra gặp Đức Thế Tôn cung kính chắp tay để lễ sát chân Phật, rồi lúc qua ngồi một bên. Là có bốn vua Atula cùng với vô lượng trăm ngàn Atula kiến thuộc, vào lúc sáng sớm đến vườn trúc Calandra gặp Đức Thế Tôn cung kính chắp tay để lễ sát chân Phật, rồi lúc qua ngồi một bên. Là có Long Vương Nan Đà và Long Vương Bạc Nan Đà cùng với vô lượng trăm ngàn long chúng quyến thuộc, vào lúc sáng sớm đến vườn trúc Calandra gặp Đức Thế Tôn cùng kính chắp tay đảnh lễ sát chân Phật, rồi lúc hoan ngồi một bên. Lại có Long Vương Sa Già La, Long Vương Ana Bà Đạt Đa, Long Vương Mana Tư và Long Vương Uy Bạc La cùng với trăm ngàn long chúng quyến thuộc, vào lúc sáng sớm đến vườn trúc Calandra gặp Đức Thế Tôn cùng kính chắp tay đảnh lễ sát chân Phật, rồi lui qua ngồi một bên. Khi ấy khắp tam thiên đại thiên thế giới, tất cả tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, tất cả tám bộ chúng thiên long, dạ xoa cả thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na Lai, Ma Hầu La Già cho đến nhân phi nhân, các hàng vua chúa tin theo Như Lai, nghe pháp của Như Lai, tất cả tập trung tại Phật trúc Calandra, có đến chỗ Như Lai đảnh lễ sát chân Phật rồi lui ra ngồi một bên. Lúc này trong vườn Calandra rộng lớn như đất đai khắp tam thiên đại thiên thế giới, đại chúng đông đúc không còn chỗ nào trống, muốn cắm đầu gậy cũng không được. Như vậy, trên tới trời hữu đảnh, dưới đến trời phạm cung, tất cả thiên chúng của A Lục Thần tông lớn cho đến tất cả rồng dạ xoa, cả tất bà Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân phi nhân, đã đến tập hợp. Bây giờ Đại Bồ Tát Hiền Hộ rời khỏi chỗ ngồi, mặc áo bày vai bên phải, có phản quyền sắc đất chắp tay hướng về Đức Phật thưa. Bà Thế Tôn, hôm nay con muốn thưa hỏi Đức Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, những điều còn nghi ngờ, không rõ Thế Tôn có cho phép không? Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Hiền Hộ, này Bồ Tát Hiền Hộ, Đức Như Lai Thế Tôn cho phép ông tùy ý hỏi những điều nghi ngờ, ta sẽ giải thích cho ông rõ để ông được vui vẻ. Sau khi được Thế Tôn cho phép, Bồ Tát Hiền Hộ thưa, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát thành tựu đầy đủ những tam muội gì để có thể đạt được công đức lớn, làm thế nào để được vào biển lớn Đa Văn, được kho tàng trí tuệ, không nghi ngờ mê lầm điều gì, làm thế nào để được khối không ý giới mà không mất, việc thành tựu vô thượng chánh đẳng bồ đề không tối lui. Làm thế nào để ngu si tà kiến không có chỗ sinh ra, làm thế nào được túc mạng trí để biết hết các việc quá khứ vị lai, làm thế nào để thường được gặp Đức Phật Thế Tôn và nghe chánh pháp cho đến cả trong mộng, làm thế nào để được thân tướng tốt đẹp trang nghiêm đầy đủ oai nghi mọi người đều ưa nhìn, làm thế nào để thường được sinh vào nhà thuộc dòng họ lớn có địa vị tôn quý ai nấy cũng cung kính, làm thế nào để cha mẹ anh em dòng họ quyến thuộc bạn bè tốt thường được ở gần nhau không bị xa cách, làm thế nào để có được những hiểu biết đặc biệt sâu rộng đối với tâm bồ đề vô thượng chánh đẳng hoàn toàn không thiếu giảm, làm thế nào để có được sự nghĩ nhớ và thực hành chân chánh tâm có chừng mực không bị thay đổi biết đủ, làm thế nào để thường biết hổ thẹn xa lì tủi nhục, làm thế nào để có được trí chân chánh, biết chốn nhường cung kính hàng phục ngã mạn. Làm thế nào để được siêng năng tinh tấn, xa lìa biến nhát, làm thế nào để được từ đại bi, đại hỷ đại xã an vui bình đẳng. Làm thế nào để không sợ hãi thối lui khi nghe giảng pháp không, vô tướng vô nguyện thâm diệu. Làm thế nào để không lười biến lãnh thọ chánh pháp. Làm thế nào để có được trí tuệ thông đạt, hiểu rõ tất cả không ai bằng. Làm thế nào để được tùy ý sinh vào tất cả các cõi Phật, làm thế nào để không bị tất cả ngoại đạo chế ngự hủy hoại, làm thế nào để được như biển lớn có thể thu nhận các cái điều còn nghi ngờ khó giảng giải mà không giảm không hết, làm thế nào để được như trăng tròn đầy đủ pháp sạch trong, làm thế nào để được như mặt trời mới mọc phá tan hết bóng tối, làm thế nào để được như đèn đuốc ánh sáng chiếu rõ khắp, làm thế nào để được như tánh của hư không không còn có chướng ngại, làm thế nào để được không vướng mắc tâm như hư không, làm thế nào để được như kim cang thấu suốt và thông đạt hết tất cả các pháp, làm thế nào để được như núi Tu Di không bị lay chuyển, làm thế nào để được như thanh gài cửa di vận tất cả pháp, làm thế nào để được như các loài mèo chó di hành động hoàn toàn theo nghiệp, làm thế nào để được pháp vô vi vì tất cả các pháp đều ở trong đó, làm thế nào để được như chim bay tùy ý đi đây đó, làm thế nào để có thể bẻ gãy kiêu mạn như chiên đà la, làm thế nào để được ở nơi thanh vắng như các loài khỉ vượn không ưa thành ấp xóm làng, tất cả người xuất gia tại gia không nhiễu loạn, làm thế nào được thâu giữ đại chúng
giáo hóa hướng dẫn cho họ làm thế nào để không sinh vào tất cả cõi chúng sinh mà đối với tất cả chúng sinh không bị lay động, làm thế nào để không vì tất cả ngoại đạo hàng phục các nghi hoặc não loạn của thiên ma, làm thế nào để được đại biện tài hiểu biết xác định rõ được tất cả pháp, làm thế nào để được sống theo tất cả pháp Phật không hành động theo người khác, làm thế nào để được lòng tin kiên cố không gì hủy hoại được, làm thế nào để có được lòng tin và oai lực đại từ không gì lay chuyển, làm thế nào để đi sâu vào lòng tin không chốn hành, làm thế nào để được lòng tin tấn, lòng tin thấm nhuần ở trong tất cả các pháp đều rất vui vẻ, làm thế nào để được lòng tin đối thắng cúng dường và làm các công việc của chư Phật không chán nản, làm thế nào để có được nhiều cách đi vào lòng tin gieo trồng các ăn lành, làm thế nào để được lòng tin chân thật tăng trưởng việc làm không dối trá, làm thế nào để được lòng tin trong sạch ý vui tùy tất diệt trừ tất cả mọi canh ghét, làm thế nào để được lòng tin thanh tịnh để ánh sáng của nhất thiết chủng trí, làm thế nào để được lòng tin làm theo vui vẻ diệt trừ tất cả các điều ác ngăn che, làm thế nào để được lòng tin có trí tuệ vui vẻ thu nhận các cảnh giới của chư Phật, làm thế nào để được lòng tin nơi các hạnh trang nghiêm vượt hơn tất cả chuỗi ngọc trang nghiêm ở thế gian thành tựu sự thanh tịnh cho cả Phật, làm thế nào để được giới hạnh thanh tịnh giới hạn tất cả tâm tham gian bất chi Phật, làm thế nào để được thệ nguyện lớn trang nghiêm tất cả việc làm được đúng đáo, làm thế nào để được đứng đầu trong tất cả chúng sinh tu hành các pháp lành theo ý muốn, làm thế nào để không bị mệt mỏi muốn truyền dạy cho tất cả Bồ Tát sự học các ba la mật, làm thế nào để được không thối lui mong cầu tất cả các pháp Phật, làm thế nào để không thể bị hủy hoại tất cả ngoại đạo tà sư không thể phá hoại được, làm thế nào để được niềm tin sâu xa tất cả chư Phật không sợ bỏ sự nhớ nghĩ nhớ thường gặp chư Phật, làm thế nào để tưởng được như cha, làm hưng thịnh tất cả Phật pháp, làm thế nào để được sức Phật giúp đỡ tôi được sống trong ánh sáng của tất cả pháp Phật, làm thế nào để không bị chướng ngại tất cả pháp Phật luôn có ở phía trước, làm thế nào để được như người huyễn hóa đối với tất cả pháp không nhớ nghĩ, làm thế nào để được như người biến hóa xem tất cả pháp không sinh không mất, làm thế nào để được như mộng xem xét kỹ ba đời không có đến đi, làm thế nào để được như ảnh trong gương tất cả thế giới như hiện ở trong thân, làm thế nào để được như tiếng giang tất cả pháp không tạo tác vô di đều do nhân duyên sinh, làm thế nào được như hình bóng để biết trong tất cả pháp sinh ra không có tâm nắm giữ hay xả bỏ, làm thế nào để đạt được không không thật có sẽ liền tất cả các ý nghĩ về chư Phật, làm thế nào để được vô tướng xét tất cả các pháp không có hai, làm thế nào để được biên vực của pháp giới tâm bồ đề không có giới hạn, làm thế nào để không sinh tham đắm tánh của tất cả thế giới không phân biệt, làm thế nào để được đi không trở ngại để đến khắp tất cả các cõi Phật, làm thế nào để được các Đà La Ni nghe mục biết vạn thông hiệu phân biệt được tất cả chữ viết những lời giảng nói, làm thế nào để được như các pháp sư khéo hiểu biết hoàn toàn tất cả pháp Phật, làm thế nào để được tất cả chư Phật nhớ bảo vệ được sức oai thần của chư Phật giúp đỡ, làm thế nào để được nói ra lời nói dũng mãnh không khiếp sợ như bước đi của Đại Ngô Vương, Sư Tử Vương, làm thế nào để không sợ hãi làm cho tất cả thế gian đều vui vẻ, làm thế nào để không nghi hoặc đối với tất cả pháp đều bình đẳng không hai, làm thế nào để thông đạt được trí và cảnh không bị không trái ngược diệt trừ nghi hoặc không lệ thuộc vào các pháp, làm thế nào để chứng được pháp giới sâu rộng có thể giải thích hoàn toàn ý nghĩa của câu hỏi, làm thế nào để được làm thầy đem lại lợi ích cho người khác để đổ lòng yêu thương lớn, làm thế nào để diệt trừ được sự lười biếng thương ưa thuyết pháp, làm thế nào để được đứng vững như pháp không sẽ bỏ tất cả chúng sinh, làm thế nào để không chuyên định tấn ngay thẳng, làm thế nào để được như mắt sáng nằm ngọn đèn sáng cho tất cả thế gian, làm thế nào để không bị khinh thường vượt lên tất cả ba cõi, làm thế nào để không tranh luận cứ theo lời dạy mà làm thế nào để không gặp khó khăn việc làm không bị vướng mắc, làm thế nào để biết được thực tế không phân biệt các pháp, làm thế nào để có được trí nói tất cả ngôn ngữ làm cho các chúng sinh trụ vào đại thừa, làm thế nào để đến được nơi không còn sợ sẽ lìa sự kinh hãi chấm dứt hoàn toàn những sự việc khiến dựng lông tóc, làm thế nào để biết phương tiện thuyết pháp của Phật khi thông hiểu tất cả kinh điển của chư Phật, làm thế nào
Để được sống hoàn toàn trong cõi thế gian, tôi nhập vào tất cả các chúng để tạo lợi ích. Làm thế nào để được là bậc đứng đầu nhất thiết trí, xứng đáng được tất cả thế gian cúng dường và được tiếng khen? Làm thế nào để công đức của mình được khen ngợi khắp nơi, được làm ruộng phước cho tất cả chúng sinh? Làm thế nào để được vô lượng và hoan hỷ tuột bậc tương ở dưới tòa sư tử của các Như Lai? Làm thế nào để được biện tài thù thắng hơn hết, để có thể học hỏi tất cả các pháp Phật? Làm thế nào để được biện tài ý không khiếp sợ ở giữa tất cả đại chúng không sợ hãi? Làm thế nào để có thể biện luận được tất cả giáo nghĩa như sư tử vương, hàng phục được tất cả ngoại đạo, thâu nhận các luận sư khác biệt? Làm thế nào để thể nguyện gốc trang nghiêm không bị hủy hoại và gãy được hết thảy mọi nhóm tà đạo khác biệt? Làm thế nào để có thể thuyết pháp một cách khéo léo ở nơi tòa sư tử để tất cả chư Phật ứng chứng? Làm thế nào để xa lìa được tất cả lời nói vô nghĩa ở thế gian, thông suốt tất cả cảnh giới chánh giáo? Làm thế nào để yêu mến sâu xa giáo pháp của tất cả chư Phật, để tu hành ở chỗ các Như Lai thọ sinh? Làm thế nào để được ưa muốn chánh pháp, biết các Như Lai là không sinh? Làm thế nào để không lười biếng kiêu mạn, khéo phụng sự các bậc trí thức? Làm thế nào để không bị đấm nhiễm đi khắp thế giới? Làm thế nào để hành nguyện được đại độ, giáo hóa được tất cả chúng sinh? Làm thế nào để được như san hô, đạt được các tướng? Làm thế nào để được như hư không, tất cả các pháp không thủ đắc tướng? Làm thế nào để được như Bồ Tát, không đoạn mất hạt giống Phật? Làm thế nào để hành không dừng nghỉ cái đạo Bồ Tát chưa từng biết xa lìa đại thừa? Làm thế nào để được mặc áo giáp lớn, quyết định an trụ trong giới luật rộng lớn của chư Phật? Làm thế nào được sự khen ngợi của tất cả chư Phật về quán đảnh để an trụ trong quả vị mười lực của các Như Lai? Làm thế nào để được tất cả các nhớ nghĩ thông suốt việc tu hành tất cả các pháp? Làm thế nào để được tất cả toán số, biết dùng phương tiện thiện xảo? Làm thế nào để biết rõ tất cả việc thành hoại, xa lìa tất cả các thứ chướng ngại? Làm thế nào để không trụ vào tất cả các hành, không nắm giữ, không xả bỏ? Làm thế nào để được là đại thế chủ, có thể bố thí mà không hối tiếc? Làm thế nào được giàu các biện pháp để có thể ban cho sự thù thắng cao tột của kho tàng pháp báu? Làm thế nào để được hạnh của tất cả thế gian có thể xả bỏ các tướng thế gian? Làm thế nào để được thần thông rộng lớn, tùy ý thuận theo các thần thông đầy đủ vui vẻ của chư Phật? Làm thế nào để được trong khoảng một sát na có thể đi đến trước mặt hết thảy các Đức Phật? Làm thế nào để được an trú ở cõi Phật này, được gặp tất cả chư Phật trong mười phương, được nghe chánh pháp, được cúng dường chư Tăng, không những chưa đạt được sáu thông xuất thế mà còn chưa được năm thông thế gian, cũng như xả bỏ thân ở thế giới này, cũng không sinh vào cõi Phật kia, chỉ mong trụ ở cõi này mà vẫn gặp Thế Tôn ở các thế giới khác, được nghe chánh pháp chư Phật thuyết giảng, hướng dẫn tất cả rồi theo lời dạy mà tu hành? Bà Thế Tôn, ví như lúc này thánh giả A Nan ở trước Đức Thế Tôn đang lắng nghe chánh pháp, ghi nhận và thực hành theo. Các Bồ Tát kia thân ở cõi này không đến cõi kia mà có thể thấy chư Phật Thế Tôn lắng nghe chánh pháp rồi thọ trì tu hành đúng pháp. Cũng y như vậy, từ đây về sau sống bất cứ nơi nào tôi không xa lìa chư Phật Thế Tôn để nghe chánh pháp, cho đến trong mộng cũng đều như vậy. Bây giờ Thế Tôn bảo là Bồ Tát Hiền Hộ: lành thay, này Hiền Hộ, ông đã thưa hỏi Như Lai về những nghĩa lý sâu xa như vậy, ông đã làm lễ cho tất cả chúng sinh trong thế gian, cũng vì sự an vui cho các chúng sinh, lại vì lòng thương xót chư thiên và loài người, lại vì sự thâu nhận của các Bồ Tát đời vị lai. Này Hiền Hộ, xưa kia ông đã từng cúng dường vô lượng chư thiên, gieo trồng các căn lành, lắng nghe thọ trì chánh pháp, ưa thích kính trọng chánh pháp. Ông, nay ông đem hạnh của Maha Ca Diếp mà giáo hóa, có ít ham muốn biết đủ, thường ưa đến những nơi yên tĩnh vắng vẻ, hoặc ở gò đất cao, hoặc bên gốc cây, hoặc ngồi nơi khoảnh đất trống. Thường ngồi không nằm, trải tòa cụ, ngồi một chỗ, không dời đổi, theo pháp khất thực, ăn ngày một bữa, không ăn lại, hoặc chỉ một phần, hoặc chỉ dùng ba y và y phấn tạo, khen ngợi hạnh đầu đà, khuyến thỉnh cho Bồ Tát, dạy Bồ Tát tu hành các pháp, khiến Bồ Tát được vui qua đất Bồ Tát, chỉ dạy các Bồ Tát thành tựu cho các Bồ Tát, làm lợi ích, thực hành tâm đại từ bi, tâm bình đẳng đối với các chúng sinh, hoặc được tự tại đến bờ bên kia.
Tuy được gặp tất cả chư Phật, phát nguyện rộng lớn, tu hành hạnh sâu xa, ưa thích trụ cột Bồ đề nhất thiết trí, khéo tùy thuận chúng tánh Như Lai, phát tâm Bồ đề giống như kim cang, hiểu rõ những suy nghĩ của chúng sinh trong thế gian, diệu hành rộng lớn không thể tính đếm, không thể lường xét, thường ở trước mặt tất cả chư Phật. Này hiền hộ, công đức của ông ta chỉ nói chút ít như thế. Này hiền hộ, có thân muội của Bồ Tát tên là Tam Muội Tô Duy chư Phật hiện tiền. Bồ Tát nào tu tập đầy đủ tam muội này sẽ được thành tựu các công đức như ông đã nói hỏi ở trên. Này hiền hộ, ông nên biết có vô lượng vô biên những công đức thù thắng khác mà không thể nói hết. Bây giờ Bồ Tát hiền hộ là bạch Phật, đành thay bạch Thế Tôn, nguyện xin hãy giảng nói tam muội Bồ Tát niệm nhất thiết Phật hiện tiền, làm cho các chúng trời Phạm Ma Sa Môn Bà La Môn Rồng Dạ Xoa Càn Thác Bà A Tu La Ca Lô La Khẩn Na La Ma Hầu La Già nhân phi nhân trong thế gian này được nhiều lợi ích an vui, cũng làm cho vô lượng chúng sinh đời vị lai được nhiều lợi ích an vui, làm ánh sáng lớn cho các Bồ Tát ở đời vị lai. Nếu theo oai lực của Phật, là nguyện cho các Bồ Tát đời hiện tại vị lai đều được nghe tam muội niệm nhất thiết Phật hiện tiền, nghe rồi thọ trì, thọ trì rồi tu học như thật, thực hành đúng như lời dạy, đã học và hành thì đối với vô lượng vô thượng chánh đẳng chánh giác quyết không thoái chuyển, trước mắt có thể thành tựu đầy đủ các công đức này và các công đức thù thắng khác. Đức Thế Tôn lại bảo Bồ Tát hiền hộ: Này hiền hộ, do ông đã hỏi, ông nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt thuyết giảng cho ông. Bồ Tát hiền hộ lại thưa: Lành thay bạch Thế Tôn, con rất muốn được nghe Như Lai giảng dạy. Đức Phật bảo: Này hiền hộ, thế nào gọi là tam muội Bồ Tát tư duy tất cả chư Phật hiện tiền? Nếu có Bồ Tát nào thành tựu đầy đủ tam muội này, liền được các công đức như trên, thì cũng được các công đức thù thắng khác. Nghĩa là tâm nghĩ nhớ đến chư Phật, thì chư Phật có ở trước mặt, có tâm không tán loạn, không bỏ việc đang làm, mong cầu trí thù thắng cao tột, dũng mãnh chuyên cần tinh tấn, đảm trách gánh nặng, độ tha chúng sinh, hầu hạ cung cấp cho các bạn lành tri thức, thường tu hành phán lặng, suy nghĩ rộng lớn, gần gũi thiện tri thức, diệt trừ các phiền não, xa lìa bản ác, không còn nói năng, đóng kín các căn môn, đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm đều giảm ngủ nghỉ, không tham y phục, đồ ăn thức uống, thuốc thang, nhà cửa, phòng ốc, giường và những dụng cụ khác, thường ở chỗ thanh vắng, không thích sự ồn ào, không yêu thân mình, không coi trọng sự tự mãn, không bị chìm đắm theo hình sắc, không buông xả tâm ý, tu tập và hôn đúc tâm từ, thực hành đại bi, mọi lúc đều vui vẻ, thực hành tâm xả, phế trừ phiền não, thành tựu các thiền định, ở trong suy nghĩ không tham vướng cái vị ngon, trong tư tưởng xem sắc đó là không, tâm không loạn mất, suy nghĩ chân chánh, không nắm giữ các ấm, không chấp trước các nhập, không nghĩ các cõi, không tham chỗ sinh, điều hòa và chế ngự tánh kiêu căng, không ganh tị với cái tài bạc của người, làm nhiều lợi ích cho thế gian, không tâm bình đẳng đối với các chúng sinh, đối với chúng sinh tưởng như cha mẹ, đối với chúng sinh tâm tưởng như con một, đối với tất cả các pháp không có ý tưởng đua tranh, chỉ nhớ trì giới như không bị dướng buộc, ở trong thiền định không khóa vui, ưa thích đa văn, không sinh phân biệt, tụ giới không thiếu khuyết, tụ định không động, tụ trí không sai lầm, không nghi các pháp, không trái với chư Phật, không hủy bán chánh pháp, không phá hoại chúng tăng, không ưa nẻo trái ngược, gần kề các thánh, xa lìa ngu si, không mong cầu xuất thế, tuy phải nghe lời nói nhưng ý muốn, ý không muốn, cũng không tham đắm sáu vị của thế gian, gần gũi huân tập năm pháp giải thoát, đoạn trừ mười tư ác, tu tập mười điều lành, đoạn diệt chính loại phiền não của chúng sinh, tâm thường không thiện chính môn quán tưởng, thường nghĩ đến việc xả bỏ tám thứ lười biếng, hết lòng tu tập tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, không chìm đắm nơi thiền vị, không cậy vào đa văn, rồi bỏ tâm cao ngạo, một lòng lắng nghe, tiếp thu cầu pháp ân cần kính trọng bậc tu đạo, chứng biết thương xót chúng sinh xa lìa ngã mạn phân biệt tưởng cầu thọ mạng hoàn toàn khó được, xem xét cực ấm không có gì để tưởng, không trụ niết bàn,
con bị ngập trong sinh tử. Từ các hành là phiền não, xoay vần phát sinh rất là lo sợ. Từ các ấm là oan gia, từ các nhập là nhà vắng, từ các giới là đắng độc. Từ ba cõi là suy yếu, não hại, từ niết bàn là lợi ích an vui. Xem các dục ác như nước muội dại, rất ưa thích xuất gia, không trả lời dạy của Phật. Đối với chúng sinh khuyên làm công đức, đối với thế giới không có tâm cấu nhiễm. Thế tất cả chư Phật đều ở trước mặt, tất cả thân đã thọ đều như mộng ảo, mọi tướng xem xét đều phải diệt trừ. Suy nghĩ qua lại không thấy ba đời. Đối với lòng tin thanh tịnh luôn vững chắc, nhớ tất cả chư Phật trong ba đời bình đẳng, không có lay chuyển, có thể giữ các căn lành, được tam muội tự tại của tất cả chư Phật, hoàn toàn không nên tham chấp về thân tướng chư Phật. Đối với tất cả các pháp đều bình đẳng, không tranh đua với thế gian, việc đáng làm nên làm, không chống trái nhau, hiểu rõ về 12 nhân duyên, cùng tận tất cả nẻo bậc của Như Lai, được nhận thù thắng, nhập pháp giới chân thật, thế gọi chúng sinh tánh không sinh diệt, thế gọi niết bàn nếu ở trước mặt, mắt trí tuệ trong sáng, xem pháp không có hai, tâm bồ đề không có ở trong, cũng không có ở ngoài, tất cả chư Phật thể không sai khác, được nhập vào pháp môn trí tuệ thanh tịnh vô ngại, thế đạo bồ đề tự nhiên hiểu biết. Đối với bạn lành tri thức tự như chư Phật, đối với bồ tát không nghĩ đến xa lìa, ở trong sinh tử phá trừ quân ba, tất cả mọi việc đều như biến hóa, thế chư Như Lai như ảnh trong gương, phải nên mong cầu tâm bồ đề đó. Các ba la mật đều bình đẳng chân thật vô tận, tập hợp được các công đức của chư Phật. Này hiện hộ, đó là tam muội suy nghĩ về chư Phật hiện tiền của Bồ Tát. Này Bồ Tát nào muốn thành tựu đầy đủ tam muội này, trước hết phải thành tựu các công đức như vậy. Này hiện hộ, ông nên biết, còn có vô lượng công đức cũng do nơi tam muội này mà sinh ra. Đức Phật lại bảo Bồ Tát hiện hộ, trong các tam muội, những tam muội nào có thể làm phát sinh các hạnh công đức như vậy? Đó là tam muội Bồ Tát suy nghĩ về chư Phật hiện tiền, có thể làm phát sinh các pháp công đức như vậy. Lại nữa này hiện hộ, thế nào gọi là tam muội Bồ Tát suy nghĩ về chư Phật hiện tiền? Này hiện hộ, nếu có tỳ kheo nay ưu bà tắc ưu bà di, giữ giới trong sạch đầy đủ các hạnh, an trụ một mình nơi thanh vắng, tự suy nghĩ ở tất cả mọi nơi chốn, dù là phương nào, hoặc như phương Tây có Đức Phật A Di Đà ứng cúng đang chánh giác. Bây giờ người ấy theo những điều được nghe về Phật A Di Đà mà tự mình nhớ nghĩ, như điều ta nghe Đức Phật A Di Đà Như Lai ứng cúng đằng chánh giác đang ở tại phương Tây cách đây hơn 100.000 ức cõi nước chư Phật, có thế giới tên là An Lạc. Đức Như Lai này hiện đang ở đó, có các Bồ Tát thân cận vây quanh, Đức Phật thuyết pháp giáo hóa ở giữa đại chúng. Vì này cứ theo điều đã nghe, một lòng suy nghĩ xem xét không ngừng, phân minh rốt cuộc cũng được thấy Đức Phật A Di Đà Như Lai ứng cúng đàn chánh giác kia. Là này hiền hộ, ví như ở thế gian nếu có người nam hoặc người nữ trong mộng thấy các sự việc như là vàng bạc châu báu tài sản kho tàng, hoặc thấy bạn lành tri thức, hoặc khi thấy biết mà tâm không vui, người này đối với cảnh giới trong mộng hoặc trái ý, hoặc thuận ý, hoặc buồn hoặc vui, có lúc cười nói rất là sung sướng vui vẻ, có lúc lại rất lo buồn sầu thảm. Thức dậy, người ấy suy nghĩ nhớ tưởng, lại đem những điều đã thấy trong mộng nói cho người khác, có nghĩ đến việc trong mộng liền sinh vui buồn vui. Như vậy này hiện hộ, thì nam thì nữ kia nên ngồi ngay thẳng, chuyên tâm nhớ nghĩ đến Đức Phật A Di Đà Như Lai ứng cúng đàn chánh giác có tướng tốt như vậy, hoan nghi như vậy, đang thuyết pháp ở giữa đại chúng như vậy, đã nghe rồi thì một lòng nhớ nghĩ liên tục trước sau không loạn, hoặc trải qua một ngày hoặc một đêm như vậy cho đến 7 ngày 7 đêm, do tưởng nhớ đầy đủ những điều đã nghe trước, vị ấy chắc chắn được thấy Đức Phật A Di Đà Như Lai ứng cúng đàn chánh giác. Nếu 3 ngày không thể thấy, thì hoặc vào đêm, hoặc trong giấc mộng, Đức Phật A Di Đà chắc chắn hiện ra. Này hiện hộ, với như ở thế gian nếu có người nam hoặc người nữ đi đến một nước khác trong giấc mộng, người ấy thấy nhà ở cũ của mình, lúc đó ta không cần biết là ban ngày hay ban đêm, cũng không biết bên trong hay bên ngoài,
tường vách núi đá lúc ấy hoàn toàn không thể chướng ngại mắt người của người này. Nhưng đến tối tăm mù mịt cũng không làm chướng ngại được người ấy. Này hiền hộ, tâm Đại Bồ Tát không bị chướng ngại cũng là như vậy. Đang lúc chánh niệm đang ở trong cõi Phật kia, dù là tất cả núi Tu Di, núi Thiết Phi, núi Đại Thiết Phi, cho đến các núi đen khác cũng không thể làm chướng ngại mắt vị ấy, cũng không thể che phủ tâm vị ấy. Thật ra vị ấy chưa đắc thiên nhãn và cũng có thể thấy được Đức Phật ấy, không chứng được thiên nhĩ mà cũng nghe được pháp âm ấy, lại không có thần thông để đi đến thế giới ấy, lại cũng không chết ở thế giới này, sinh đến nó có Phật kia. Mà thật ra vị ấy chỉ ở thế giới này chuyên tâm tu niệm sáng tối sáng suốt, xem xét lâu ngày, nên cuối cùng được thấy được Đức Phật A Di Đà, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác kia ở trong hội Bồ Tát có thân chúng vây quanh, hoặc thấy thân mình ở đó nghe pháp, nghe rồi nhớ nghĩ ghi nhận tu hành, hoặc có khi lại được cung kính đại bái hầu hạ cúng dường Đức Phật A Di Đà ứng cúng đẳng chánh giác. Sau đó vị ấy ra khỏi tâm muội này, lại được nhớ lại đem những điều đã nghe thấy thuyết giảng cho người khác. Này hiền hộ, như nước Ma Già Đà có ba người đàn ông. Người thứ nhất nghe trong thành Tỳ Gia Ly có dâm nữ tên là Tô Man Na. Người thứ hai nghe có dâm nữ tên Am La Ba Ly. Người thứ ba nghe có dâm nữ tên Ly Hoa Sắc. Những người này nghe rồi đều tìm phương cách luôn luôn để tâm tìm kiếm không quên. Nhưng ba người này thật chưa từng thấy các dâm nữ kia, chỉ có nghe tiếng đồn mà sinh tâm ham muốn liên tục không ngừng. Sau đó người ấy mộng thấy ở thành Vương Xá để làm việc dâm dục nhớ người đó kia. Việc dâm dục đã xong, tâm mong cầu cũng hết, mong muốn đã thỏa mãn, liền thức giấc. Thức dậy rồi nhớ nghĩ lại việc làm trong mộng, theo những điều đã thấy nghe và những điều đã biết qua. Nhớ nghĩ như vậy rồi họ đi đến gặp ông và nói đầy đủ cho ông nghe. Ông nên tìm phương cách thuyết giải pháp theo đó mà giáo hóa cho họ, làm cho họ được trụ được vào quả vị bất có chuyển. Lúc đó là thành tựu do tưởng trên đạo chánh giác. Giờ đời vị lai ấy sẽ được thành Phật, hiệu là Thiện Giác, gồm đủ 10 tôn hiệu Như Lai ứng cúng đại chánh giác, minh hạnh tốt thiện thẹn thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ba người này đã đắc chứng nhẫn rồi trở lại nhớ nghĩ các việc quá khứ một cách rõ ràng. Này hiền hộ, các thiện nam thiện nữ muốn thành tựu tam muội tư duy nhất thiết chư Phật hiện tiền của Đại Bồ Tát cũng như vậy, thân đang ở tại thế giới này nguyện được nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, Như Lai ứng cúng đại chánh giác kia, thì có thể chuyên tâm liên tục suy nghĩ trước sau không tán loạn, sẽ thấy Phật A Di Đà một cách rõ ràng. Đó là tam muội suy nghĩ đầy đủ thành tựu đến khi Đức Phật có ở trước mặt của Bồ Tát. Do tam muội này nên nó được gặp Phật và tôi hỏi Phật A Di Đà: Bạch Thế Tôn, các Bồ Tát do thành tựu pháp nào mà được sinh vào cõi Phật ấy? Đức Phật A Di Đà bảo Bồ Tát này: Người nào phát tâm mong cầu sinh vào cõi này thường phải chuyên tâm chân chánh nhớ nghĩ liên tục danh hiệu của Phật A Di Đà thì sẽ được sinh vào cõi Phật ấy. Để được sinh rồi, lúc đó Đức Thế Tôn biết tâm người ấy nên liền nghĩ đến người ấy, và người ấy mới được thấy Phật Thế Tôn. Này hiền hộ, lúc này Đức Phật A Di Đà Như Lai ứng cúng đại chánh giác bảo người kia: Này các thiện nam, các ông nên chân chánh nghĩ nhớ tinh tấn siêng năng tu tập, phát tâm rộng lớn, ác sẽ sinh vào cõi này. Này hiền hộ, khi ấy Bồ Tát kia lại thưa Phật A Di Đà: Bạch Thế Tôn, thế nào là niệm Phật Thế Tôn? Là tinh tấn siêng năng tu tập, phát tâm rộng lớn để được sinh vào quả này. Này hiện hồi mấy giờ Phật A Di Đà đã bảo người ấy: Này thì nam, nếu các ông muốn nhớ nghĩ chân chánh về chư Phật thì nên nhớ nghĩ như thế này: Đây là Đức Phật A Di Đà, Như Lai ứng cúng đại chánh giác, minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải, do thượng sĩ đường ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như vậy, sắc thân sáng rỡ như khối vàng rồng, thành tựu đầy đủ các xe báu, phong ánh sáng lớn, ngồi tòa sư tử, trong chúng sa môn Đức Phật thuyết pháp như vậy, tất cả pháp xưa nay vốn không hoại, cũng không có người hoại,
ví như các ấm từ sắc không hoại cho đến thức không hoại, lại như các đại từ địa không hoại cho đến phong không hoại, lại như các nhập từ sắc không hoại cho đến xúc không hoại, lại như từ phạm không hoại cho đến tất cả các vị chúa tể thế giới cũng không hoại. Như vậy cho đến không nhớ nghĩ, Đức Như Lai ấy cũng không đạt đến Như Lai ấy. Người ấy nghĩ nhớ về Như Lai như vậy rồi, lần lượt sẽ cho đất tam muội không. Này thì nam, đó là tam muội chánh niệm chưa phát hiện tiền. Này hiện gọi bấy giờ Bồ Tát kia đã khỏi tam muội, sẽ đến chỗ ông thuyết giảng tướng của tam muội này. Ông lên thuyết pháp, tùy theo đó mà giáo hóa họ, khiến họ đối với vô thượng trên đại chánh giác được không thoái chuyển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Đạn Đại Tập Hiền Hộ Quyển 1. Vì đem công đức này hồi hướng về Tây Phương Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, nguyện cho tất cả những ân nhân thân bạn quyến thuộc và chúng sinh ở trong 10 phương pháp giới để an trụ trong câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đồng vãng sanh, đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Như Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.